Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn với channel của máy ảnh Lý Biêu. Và hôm nay Lý Biêu tiếp tục hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy ảnh nhé. Trên tay Lý Biêu đây là một chiếc máy ảnh khá là cổ của hãng Nikon nha. Tên của nó là Nikon Copix 2000. Tên nó là đây nha các bạn. Một trong những chiếc máy vintage xưa và kiểu dáng khá là đẹp luôn. Và máy này thì có độ phân giải là 2 megapixel nhé. Một trong những dòng máy xưa và có thể là cho anh chất ảnh kiểu xưa vintage nha các bạn. Hiện nay đang là một trò lưu hot. Và hôm nay Lý Biêu sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy này. Đầu tiên về gắn pin thì cái máy này các bạn muốn gắn pin cho máy, các bạn đây có cái nút này ha, các bạn bấm nút này, các bạn gạt qua nha. Thì máy này sẽ sử dụng 4 viên pin AA như thế này nha. Khi các bạn mua máy bên mình thì mình đều có hỗ trợ pin cho bạn. Đây là 4 viên pin AA như thế này. Và khi mà các bạn gắn pin vào trong máy thì các bạn chú ý là trong máy nó sẽ có cái đôi cái trong mỗi viên pin nó sẽ có dấu cộng và dấu trừ như thế này ha. Và các bạn gắn cho đúng chiều nha. 4 viên pin. Thì đối với những chiếc máy ảnh mà có sử dụng pin AA như thế này thì lưu ý với các bạn là các bạn nên lựa chọn pin sạc cho máy ảnh nha. Thì trên tay mình đây là 4 viên pin sạc. Pin sạc là những pin mà khi mình sử dụng xong khi mà nó hết thì chúng ta có thể sạc lại được. Giống như là mình sạc điện thoại vậy đó. Mình sử dụng hết, mình cắm vào sạc thì sau một cái thời gian mình sẽ đem ra mình dùng tiếp. Thì những viên pin sạc như thế này thì mới đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động. Còn trường hợp mà các bạn mua những loại pin rẻ tiền, ví dụ như pin 5.000 hai viên hoặc 10.000 hai viên á, thì thực sự là những cái pin đó là không đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha. Do đó lưu ý là các bạn nhớ là tìm pin sạc cho máy. Thì các bạn sẽ mua pin nó gồm có là thường ví dụ như từ hai viên hoặc là 4 viên tùy vào mỗi máy nha. Ví dụ như trên tay Lý Biêu này mình sẽ mua là 4 viên pin cộng cái đế sạc như thế này ha. Và đây mình cũng có một cái bộ pin sạc như thế này luôn. Đây là cái bộ pin sạc của hãng Olympus. Thì tùy vào giá tiền các bạn có thể mua tìm những bộ pin sạc. Nếu các bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể mua những cái loại pin mắc tiền. Thì những pin đó thì nó đảm bảo năng lượng và nó xài rất là bền bỉ. Mình chịu khó mình mua một bộ pin có một lần thôi thì chúng ta có thể là sử dụng từ 3 đến 5 năm, thậm chí là còn lâu hơn nữa nha. Nếu mà các bạn sử dụng đúng tiêu chuẩn, đúng cách của nó thì nó rất là lâu luôn. Do đó là mình nhắc lại là các bạn nhớ là chịu khó là mua pin sạc cho máy nha. Thì Lý Biêu cũng có một cái clip hướng dẫn về cách lựa chọn pin sạc cho máy ảnh. Nếu bạn nào mà cảm thấy chưa tự tin mà khi mà mua pin thì các bạn có thể xem clip đó. Các bạn có thể tìm trên cái kênh YouTube của mình, hoặc là các bạn nhắn tin cho mình sẽ gửi những đường link để cho các bạn xem. Đây là những cái viên pin sạc như thế này nha. Về thẻ nhớ thì máy này sử dụng thẻ nhớ là CF. Các bạn muốn gắn thẻ nhớ thì ở đây nha. Cái nắp đậy thẻ nhớ đây nè, các bạn gạt cái chốt này ra. Và các bạn muốn lấy cái thẻ nhớ ra thì các bạn đẩy cái này lên. Đẩy cái này lên, các bạn đẩy cái này xuống nha. Đẩy cái này xuống. Thì cái thẻ nhớ nó sẽ chạy ra như thế này. Và khi mà các bạn cầm gắn vào thì các bạn chú ý gắn cho nó đúng chiều như thế này nha. Nếu mà các bạn gắn sai chiều mà các bạn gắn vô như thế này mà nó thấy cứng á, thì các bạn đừng có gắn nữa. Nếu mình cố tình gắn vô á, thì nó sẽ bị hư thẻ nhớ hoặc là hư luôn cái máy nha. Do đó chúng ta cầm gắn đúng chiều thì gắn rất là nhẹ nhàng như thế này. Sau khi mà gắn xong chúng ta nhớ bật cái chốt này qua cho nó nằm như thế này nha. Và chúng ta sẽ đóng nắp lại. Và sau khi đã có pin và thẻ nhớ xong thì chúng ta sẽ bật cái nút power on off đây nha. Các bạn gạt qua bên này. Thì ống kính nó sẽ chạy ra như thế này và coi như là máy nó sẽ sẵn sàng. Và cái máy này thì cái nút chụp nó sẽ nằm ở đây nha. Nút chụp nằm đây và hai cái nút zoom xa gần nó sẽ nằm đây. Khi mà các bạn muốn bấm chụp thì các bạn bấm nè. Khi mà các bạn bấm một chụp ở một cái nơi gần á, nó xuất hiện cái chữ AF màu đỏ này là chưa có đúng nha. Lý do là mình đang chụp cái tay của mình mà cái tay của mình nó đặt gần cái máy quá, nó không có đầm, không có nằm trong cái phạm vi lấy nét của máy cho nên nó sẽ không có cho chụp, hoặc là nó sẽ báo cái tín hiệu đỏ như thế. Và mình sẽ di chuyển xa ra, mình sẽ di chuyển cái tay mình xa cái máy ra một chút xíu thì các bạn thấy là nó xuất hiện cái chữ AF màu xanh như thế này nè, có cái đốm màu xanh đó là được rồi nha. Rồi mình sẽ bấm chụp đó, mình bấm chụp ok nha. Giờ mình làm lại cho các bạn xem nè.
Ví dụ như mình chụp cái hộp pin này ha, mình để này, mình bấm nhẹ nè, từ mình để xa ra mình bấm này nè, nó xuất hiện cái chữ AF màu xanh nè, là ok. Rồi cái máy này các bạn muốn zoom xa gần thì hai cái nút này, ví dụ như mình muốn zoom vào nè, đó mình đẩy xa ra nè, rồi ok nha. Thì đối với cái máy này các bạn muốn xem là hình ảnh đã chụp thì cái chỗ này nó có chữ quick, quick là xem lại nha, quick là quick play là xem lại nhanh đó, xem nhanh đó. Thì đây thì cái hình mình vừa chụp xong đây, mình muốn bấm này, bấm lên này, bấm nút lên nút xuống nha, là nó sẽ thay đổi những cái hình tiếp theo. Rồi ví dụ như mình muốn xóa cái ảnh này đúng không, mình thấy đây có hình này nè, cái hình thùng rác nè, mình ấn vào đây nha, ấn vào đây thì hiện nay là cái ngôn ngữ tiếng Nhật, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển qua chế độ tiếng Anh cho nó dễ nha. Mình bấm nút chụp để cho nó chuyển về chế độ chụp, đây là chế độ chụp ha, và các bạn bấm vào nút menu, sau đó các bạn bấm nút xuống, mình bấm nút qua bên đây, nút qua bên đây rồi bấm nút xuống, có chữ lên nha, lên này là language đó, language là ngôn ngữ, bấm nút qua. Rồi mình chọn chữ N, N là tiếng Anh, English là tiếng Anh đó. Sau đó các bạn bấm nút OK. Nó đã chọn qua tiếng Anh này. Mình muốn chuyển qua chế độ chụp, mình bấm nút chụp đây nha. Bấm nút mới này là mình sẽ bấm nút menu là off nè, menu là off, off là tắt đó. Tắt cái chế độ mà đang chuyển cài đặt nè. Rồi hiện nay là đang ở chế độ chụp nè. Và mình sẽ bấm vào nút quick view để xem là hình ảnh đã chụp. Rồi mình muốn xóa cái ảnh này, mình bấm nút xóa đây nha. Bấm nút xóa đây thì nó hỏi là eraser là xóa nè. Hỏi mình yes or no. Mình chọn xuống chữ yes đó, là mình đồng ý xóa. Còn no là không xóa nha. Thì mình chọn đây, mình bấm nút qua bên đây. Mình thấy nó để chữ set mà nút qua nè, bấm nút qua. Và nó đang xóa đó nha. Đang xóa một ảnh. Bây giờ mình xóa ảnh thứ hai nè, bấm nút xóa nè. Chọn xuống yes nè, bấm nút qua nè. Rồi nó xóa luôn rồi đó. Rồi mình muốn chuyển về chế độ chụp, mình bấm nút chụp đây nha. Bấm nút chụp nó sẽ chuyển về chế độ chụp. Ngoài ra thì các bạn muốn xem là hình ảnh đã chụp thì ở trên này nó cũng có cái chỗ này, cái hình nút play này là cũng là xem là hình ảnh đã chụp, mình dặn qua đây là nó cũng xem là hình ảnh đã chụp nha. Thì bên đây mình xem lại và mình cũng xóa y như vậy luôn. Rồi mình muốn chuyển về chế độ xem phim á, khi mà ở trên đây mình dặn về chế độ chụp ảnh á, xin lỗi, khi mà ở trên đây mà các bạn vặn về chế độ xem lại hình ảnh á thì nó như thế này. Còn các bạn muốn trở về chế độ chụp, các bạn vặn về chữ A đây ha, đây là chuyển qua chế độ chụp. Thì máy này nó sẽ có chế độ về đèn LED. Nãy giờ mình đang hướng dẫn các bạn khi mình chụp nó sẽ có chế độ đèn LED nha. Ví dụ bây giờ mình bấm chụp nè. Đó, đèn LED đánh rất là ok ha. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn về chỉnh đèn LED. Đối với cái máy này mình thấy ở đây có chữ gọi là display ha. Hiện nay các bạn xem trên cái màn hình này nè, là nó sẽ không có những cái thông tin gì hết. Mình bấm nút qua bên đây nè, nó sẽ xuất hiện những cái thông tin. Ví dụ như thông tin chế độ chụp là mình đang chọn chế độ là chữ A nè. Chữ auto này là chế độ về đèn LED nè. Số 130 này là mình còn có thể chụp được 130 ảnh. Đây là chất lượng hình ảnh, đại khái đây là những cái thông tin ha. Mình bấm nút qua nữa thì nó sẽ tắt những cái thông tin đó. Mình bấm nút qua nữa thì nó sẽ mở lại cái những thông tin này. Thì khuyến khích các bạn là mở những thông tin này để các bạn dễ hiểu hơn và mình sẽ chỉnh máy được nhiều hơn. Trên cái máy này có nút này nó chớp 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 này ha, nó giống như cái đồng hồ đây nè nha. Các bạn xem đấy. Cái này là chỉnh ngày tháng. Nếu mà trường hợp các bạn có chỉnh ngày tháng thì nó sẽ không có chớp như thế này. Còn mà các bạn không có chỉnh ngày tháng thì cái này giống như là cái cảnh báo, mình nó thông báo cho mình biết là hiện nay mình không có chỉnh ngày tháng. Nếu mà các bạn thích chỉnh thì mình sẽ vào bên trong mình chỉnh, nó sẽ xuất mất cái này ha. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về chế độ LED. Hiện nay mình thấy trên đây có chữ auto nè, chữ A ha, và cái đèn LED đây nó chỉ auto, cái ký hiệu là ký hiệu đèn LED nha. Còn cái hiệu này là chống mắt đỏ. Chế độ chống mắt đỏ của đèn LED. Thì các bạn muốn chỉnh đèn LED các bạn ấn này như này á, mình ấn một cái á, thì nó chuyển qua chế độ luôn luôn mở đèn LED. Luôn luôn mở LED tức là mình chụp ở ngoài trời sáng hay trong bóng tối gì nó cũng mở đèn LED hết. Mình ấn tiếp một cái nữa, cái này là chụp đèn LED vào ban đêm. Chụp đèn LED vào ban đêm, mình thấy cái ban đêm mà nó có cái hình mà
người có cái ngôi sao là chụp đèn LED vào ban đêm. Mình ấn đây cái nữa là auto LED mà không có chế độ chống mắt đỏ nha. Mình ấn tiếp một cái nữa là tắt đèn LED. Khi mà các bạn chuyển qua chế độ tắt đèn LED, nó có xuất hiện một cái đỏ mà nó chớp tắt như thế này nè. Cái này là cảnh báo, tức là hiện nay mình đang quay phim và mình đang chụp ảnh ở trong một cái nơi thiếu ánh sáng. Đại khái mình đang quay phim trong phòng nè, thì cái máy nó hiểu là đang thiếu ánh sáng và nó cảnh báo cho mình, tức là mình đang chụp ở một cái nơi thiếu ánh sáng, thì mình có thể mở đèn LED lên thì nó sẽ hiệu quả hơn đó. Thì ý của cái chớp chớp này là như vậy, nó không có lỗi gì đâu nha, nhưng mà nó chỉ là cảnh báo thôi. Hiện nay mình đang chế độ tắt đèn LED nè, nếu mình mở đèn LED đó, thì nó sẽ không có cảnh báo này. Bây giờ mình bấm nè, đó, mình chuyển qua chế độ auto LED nó sẽ không có đỏ có đó nha. Mình ấn tiếp về chế độ mà tắt đèn LED á thì nó có nè, và mình mở đèn LED thì nó sẽ không có nữa đó. Thì đó là các chế độ về đèn LED. Cái máy này thì lúc đầu mình có giải thích cho các bạn là khi mà các bạn chụp ở một cái chụp cái vật thể nào quá gần nó sẽ không cho, nó báo là lấy nét báo đỏ nha. Ví dụ mình bấm chụp nè, đó, mình chụp cái tay mình và cái tay của mình đó, và cái tay của mình nó gần cái máy quá, mình đặt gần cái máy thì nó không lấy nét được, và nó sẽ báo tín hiệu đỏ như thế này ha, là nó báo là chụp những cái vật thể gần quá nó sẽ báo đỏ, tức là lấy nét chưa được. Thì đối với mà khi mà các bạn chụp những cái vật thể gần như thế này ha, gọi là chụp cận cảnh hay là chụp macro á, các bạn muốn chụp tốt á, các bạn chỉ bấm nút này nè, mình bấm một cái nó xuất hiện cái hình này ha. Mình lấy cái hình giống như cái bông hoa nhỏ nhỏ này màu vàng này bên đây nè, kế chữ file đó, kế chữ e đó, cái đó là chế độ chụp macro. Chụp macro là chụp những cái vật thể cận cảnh, ví dụ như lúc đầu mình có nói với các bạn là mình chụp cái bàn tay mình nó sẽ báo đỏ, nhưng mà khi mà các bạn chuyển qua chế độ macro này, mình chụp cận cảnh thì nó sẽ không báo nha. Đó, giống như mình chụp chiếc nhẫn của mình nè, mình chụp những cái vật thể rất là nhỏ luôn và nó vẫn ok, vẫn cho mình chụp nha, cho mình chụp, tức là cái báo màu xanh này là ok đó. Rồi mình bấm chụp nè, đó, thì mình chụp chiếc nhẫn, mình chụp ngón tay của mình rất là ok luôn. Thì cái mà chụp mà macro này áp dụng đối với các bạn chụp những cận cảnh như chụp bông hoa hay chụp vật thể này vật thể kia đó, hoặc là chụp thức ăn này kia đó. Mình muốn tắt macro mình bấm nút này ha, bấm nút này cái nữa, nó xuất hiện cái này là cái hình mà giống như cái quả núi đây nè. Cái này là chụp phong cảnh nha, chụp phong cảnh tức là khi mà mình chụp về một cái nơi xa đó, khi mà các bạn đi du lịch các bạn thích chụp phong cảnh đó, thì các bạn có thể chuyển qua chế độ này. Khi mà các bạn chuyển qua chế độ chụp phong cảnh này, nó sẽ tự động là tắt đèn LED nha. Tắt đèn LED này tại vì cái phong cảnh nó xa lắm, và cái đèn LED này rất nhỏ, nó không thể nào đánh nổi, làm cho cái đèn LED này nó không thể nào là cho cái phong cảnh nó sáng lên được. Cho nên là chụp ở chế độ tắt đèn LED. Và mình tiếp tục mình ấn nút này cái nữa nha, mình ấn cái này nó sẽ tắt cái chụp phong cảnh đi. Thì đại khái cái nút này là tắt mở chế độ mà chụp macro hoặc là chụp phong cảnh. Bình thường là các bạn chỉnh như thế này là chỉnh nó không có những ký tự này, không có cái hai dấu này ha. Còn nếu mà mình chụp macro thì bấm cho nó chỗ này. Còn thí dụ như mình có chụp phong cảnh nhiều bấm ở đây, còn không đúng nghĩa là mình tắt cái hình này, nó không có hình gì ở đây nha. Nó mình chọn như thế này là đúng nè. Tiếp theo cái máy này có chế độ chụp hẹn giờ, mình bấm vô đây nha. Bấm vô đây là chế độ chụp hẹn giờ, nó xuất hiện đây nó cái hình số 10 nè. Gọi là chụp hẹn giờ 10 giây. Chụp hẹn giờ tức là khi mình bấm chụp thì 10 giây sau máy nó sẽ chụp nha. Mình ấn tiếp cái nữa là chụp hẹn giờ 3 giây. Mình ấn cái nữa là nó tắt chế độ chụp hẹn giờ. Rồi thì mình vừa hướng dẫn các bạn các phím bấm ở đây. Tiếp theo thì ở bên đây nó có cái này ha. Bên đây là cái sạc của nó, nếu mà các bạn có cổng sạc mà 6V á, thì các bạn có thể bấm vào đây để cắm vào đây để sạc. Ở bên đây nó có cái cổng này là kết nối với máy tính. Thì đây là cái đầu USB nha. Các bạn nào muốn mà copy hình ảnh từ trong máy ảnh này, từ trong thẻ nhớ vào trong máy tính á, thì các bạn tìm cái sợi dây USB đó mà các bạn cắm vào. Thì bên mình cũng có bán cái loại dây này ha. Các bạn có thể kết nối với mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và mình có thể ship cho các bạn nếu mà các bạn cần. Rồi thì đó là những cái chức năng những phím bấm ở đây. Tiếp theo mình sẽ giải thích cho các bạn những cái chế độ chụp ở trên đây. Đầu tiên cái chữ A này là chế độ chụp auto ha. Nó auto là chụp hết tất cả các chức năng, nó dễ sử dụng. Thì khi mà các bạn chụp phong cảnh, chụp chân dung, chụp trời, chụp ban đêm này kia thì các bạn có thể chuyển đây vẫn được. Còn mình vặn qua bên đây á là chế độ cái máy này hiện nay mình đang chuyển qua chế độ là tự động tắt.
Tự động tắt thì khi mình không có bấm nó thì nó sẽ tự động tắt nha. Mình bấm qua đây lại, mình khởi động lại nó sẽ mở lên lại đây. Khi mà các bạn chuyển qua đây cái hình này nè, mình thấy cái hình này ha, thì trên đây nó cũng có cái hình này luôn. Thì cái này là chụp party, là chụp cái buổi tiệc hoặc là chụp ở trong nhà đó, gọi là chụp indoor nha. Mình bấm qua đây là chụp ngược sáng, mình thấy cái hình mà có cái mặt trời đây nè, gọi là chụp ngược sáng nha. Khi mà các bạn vặn đây thì ở trên đây nó cũng có cái hình này giống vậy luôn. Các bạn vặn qua đây là chụp chân dung nè, hình một cô gái nó nửa người là chụp chân dung. Các bạn vặn qua bên đây là chụp người vào ban đêm, mình thấy có cái ngôi sao đó, là chụp người vào ban đêm. Mình thấy bên đây là có hình giống như tuyết và cái giống như kỷ nước á, cái này là chụp ở nơi bãi biển hoặc là chụp tuyết ha. Khi mà các bạn đi chơi mà cái nơi nào mà có bãi biển mà có tuyết đó, thì các bạn có thể chuyển qua đây để chụp. Bạn qua đây là chế độ quay phim nha. Thì đây xuất hiện cái hình này là chế độ quay phim, các bạn muốn quay các bạn bấm nút này nè. Và nó có chữ red, đây là hiện nay nó đang quay ha. Và cái thời gian nó sẽ giảm dần nè. Nó đang quay phim, các bạn muốn tắt chế độ quay phim bấm nút này, bấm nút chụp á thì nó sẽ tắt chế độ quay phim. Và nó lưu cái đoạn clip quay vào trong máy nha. Rồi mình vặn qua đây là chế độ xem lại hình ảnh đã chụp hoặc là xem lại đoạn clip nè. Ở đây mình bấm nút qua này nó kêu mình là cái đoạn clip mình vừa quay đó, mình có thể bấm nút qua bên đây là nó sẽ chiếu cái đoạn clip nè. Nó đang chiếu cái đoạn clip này ha. Mình bấm nút qua nữa là nó sẽ tạm dừng. Và các bạn bấm về chữ A đây là chế độ chụp auto ha, thì các bạn có thể chuyển về đây là dễ sử dụng nhất. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cài đặt bên trong. Các bạn bấm nút menu nha. Menu nó có hai cái là shooting mode là chế độ chụp, thứ hai là setup là cài đặt. Mình bấm nút qua nè, mình thấy cái mũi tên qua nè, bấm nút qua nè. Đầu tiên cái này là file image đó là chất lượng hình ảnh, mình bấm nút qua nữa nha. Thì nó có ba cái loại là normal, basic và file. Basic là cơ bản, normal là chất lượng khá, còn file là chất lượng tốt. Thì các bạn có thể chọn ba mức này ha. Thì các bạn mình thấy chọn normal là cũng ok, dòng file là cũng là ok luôn nha. Mà bấm lên là trở về. Mình xuống đây là image size này là độ phân giải cũng như là chất lượng, thì nó có ba mức là ở đây là 640 nè, 1024 nè, 1632. Thì các bạn có thể chọn cái số cao thì chất lượng nó cao, thì mình có thể chọn là 1024 hoặc là chọn trên này vẫn ok nha. Mình chọn ngay giữa là ok rồi. Rồi xuống đây cái chữ white balance nè, white balance gọi là cân bằng sáng trong nhiếp ảnh ha. Mình bấm nút qua bên đây thì nó có là bạn nào mà có am hiểu về white balance á, mình sẽ chỉnh đây, còn không các bạn để auto nha. Bình thường thì mình cũng để auto mình chụp thôi. Measuring là đo sáng, bấm nút qua bên đây nè, nó sẽ có ba mức là matrix là đo sáng ma trận, spot là đo sáng điểm, center là đo sáng ngay điểm giữa. Thì các bạn chọn cái nào cũng được, mình thì mình thích chọn matrix nha. Mình xuống đây chữ continuous này là chụp liên tục, bấm qua bên đây ha. Có chữ single này là chụp đơn một tấm, tức là máy mình chụp một tấm xong nó sẽ nghỉ và mình bấm nữa thì nó sẽ chụp tấm thứ hai. Còn continuous này là chụp liên tục nhiều tấm. Khi mà các bạn chọn continuous này, mình thấy có nhiều cái hình nó chồng chồng lên nhau nè, là chụp nó sẽ, mình bấm chụp nó mình giữ cái nút chụp này, nó sẽ bấm chụp cạch, nó chụp 3-4 tấm liên tục vậy đó. Còn xuống dưới này là chụp 16 tấm nha. Xuống dưới này là chụp 16 tấm. Multi shot 16 đó, thì thật ra thì mình ít có chọn 16 lắm. Rồi mình chọn single ha, mình chọn single để chụp một tấm. Best shot selector là chế độ chụp BSS là best shot selector rồi. Thì các bạn có thể chọn on hoặc off, thì mình không thích cái này, còn các bạn thích thì các bạn chọn on nha. Khi mà các bạn chọn on á, bấm nút chụp đây á, thì nó để chữ BSS ngoài này nè ha. Ở ngoài nó có chữ BSS nè. Còn mình tắt cái chữ BSS thì mình chọn vào trong chỗ mà Best Shot Selector đó. Chữ BSS nè. Bấm nút qua đây mình chọn vào up ha. Xuống đây các bạn thấy chữ EXB này là có dấu cộng dấu trừ là bù trừ sáng. Mình bấm nút qua bên đây ha. Mình muốn cái ảnh mình sáng hơn bấm về hướng dấu cộng nha. Mình muốn cái ảnh mình tối hơn thì bấm về hướng dấu trừ. Còn không các bạn để mức không này ha. Để mức không là mức đúng cân bằng của nó đó. Mình bấm Image Sharpen. Sharpen là độ nét. Mình có thể để auto hoặc là mình chỉnh đây. Hay là cao lo là thấp. Còn không thì các bạn để là auto, mình thích để auto thôi.
Rồi thì bên cái phần mà setting menu này nó sẽ có mấy cái chế độ chỉnh này thì mình cũng hướng dẫn các bạn rồi. Sau đó thì các bạn bấm nút menu này nó thoát ra bên ngoài. Mình có thể mình bấm nút giữ menu tiếp và mình chuyển xuống dưới đây là phần setup. Setup là cài đặt. Mình bấm nút qua bên đây. Đầu tiên cái brightness này là độ sáng màn hình ha. Mình có thể mức chọn mức độ sáng màn hình là ngay giữa. Ngay giữa cho nó cân bằng ngay đây là ok nè. Tiếp theo là card format, là format là thẻ nhớ, mình bấm nút qua bên đây. Nếu mình bấm chọn chọn format ở dưới này á, thì nó sẽ tất cả những hình ảnh này nó sẽ bị xóa hết nha, nên các bạn chọn no no. Còn không các bạn muốn format là thẻ nhớ thì các bạn chọn qua đây là format. Date là chỉnh ngày tháng nha, mình có thể chỉnh ngày tháng đây nè. Ngày tháng và ở đây là giờ, đây là phút, ở dưới là giờ phút nha. Rồi auto off. Auto off là tự động tắt máy. Giống như lúc nãy mình vừa quay clip cho các bạn mà mình không có bấm sau 1 phút nó sẽ tự động tắt nha. Thì nó sẽ có chọn là 1 phút hoặc là 5 phút nè. Thì các bạn có thể chọn là 1 phút. Và cái máy này nếu mình không có bấm thì sau 1 phút nó sẽ tự động tắt. Video mode thì các bạn chọn là NTSC nha. Language thì trong này mình chọn N là ngôn ngữ tiếng Anh này, mình sẽ chỉnh sẵn cho các bạn đây. USB là kết nối USB với máy tính thì các bạn chọn đây BTP nè. Rồi thì cái phần mà setup menu mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi. Bấm nút menu nó sẽ start. Rồi, ok thì mình vừa hướng dẫn xong các bạn về sử dụng chiếc máy này rồi nhé. Chiếc máy khá là ok, khá là cưng nha các bạn. Và đây là một trong những dòng máy vintage xưa có thể chụp ra chắc ảnh vintage nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nhé. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và ủng hộ mình nha. Thì bên mình có các đường link để bán hàng trên Facebook và trên Instagram, trên TikTok này kia đó. Thì các bạn yêu mến mình, các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Mình có để đường link bên dưới nha. Chào các bạn.